lựa chọn nghề thuốc làm nghiệp của đời mình. Nên hơn 20 năm trong nghề, dược sĩ Lê Thị Bình, tổng giám đốc công ty dược phẩm Tâm Bình, không ngừng nuôi dưỡng niềm đam mê và luôn cống hiến hết mình cho công việc, ấp ủ khát vọng tạo nên những dòng dược phẩm có chất lượng cao, hiệu quả tốt cho người Việt, được làm từ chính những nguồn dược liệu quý trong nước. Chính vì vậy mà các sản phẩm mang thương hiệu Tâm Bình như Viên Khớp, Viên Gút, Đại Tràng, Tiêu Hóa, Thấp Rượu Nang đã và đang mang lại niềm hy vọng không nhỏ cho nhiều người bệnh, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát huy thế mạnh y học cổ truyền của dân tộc theo phương châm Nam Dược trị Nam Nhân. Mặc dù là nữ doanh nhân thành đạt, nhưng tình yêu lớn nhất của dược sĩ Lê Thị Bình vẫn là gia đình. Ngoài chăm lo vun vén cho tổ ấm của mình và tự tay nấu những bữa cơm gia đình cho chồng con, chị Bình còn dành thời gian cho những thú vui nữ tính và giản dị như trồng và chăm sóc hoa cây cảnh, dạy con gái cắm hoa, may vá. Là người phụ nữ khéo tay hay làm, nên chị cũng muốn truyền cho con gái sự nữ tính đó, để sau này con gái vẫn giữ được nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Không chỉ dạy các con cái giữ gìn nề nếp gia đình, dược sĩ Lê Thị Bình còn rất quan tâm đến việc định hướng nghề nghiệp và truyền ngọn lửa đam mê nghề thuốc cho con cái ngay từ khi các con còn nhỏ. Hiện nay, cả hai con của chị đều đang du học tại Anh Quốc với thành tích học tập đáng nể. Cậu con trai lớn đang học ngành dược năm thứ tư, còn cô con gái út cũng đang phấn đấu theo ngành dược để sau này nối nghiệp mẹ làm thuốc cứu người. Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm thuốc lâu đời. Vì vậy cho nên là tôi cũng muốn các con của tôi sau này cũng nối nghiệp gia đình làm thuốc cứu người. Thì vì vậy cho nên là ngay từ khi các cháu còn học phổ thông thì tôi đã bắt đầu tuyên truyền và định hướng cho các con là sau này nên đi theo ngành dược. Và trong các cái bữa ăn thì tôi cũng giới thiệu và nói cho các cháu biết là ngành dược là một ngành nghề cao quý mà xã hội tôn trọng, và vừa là chăm sóc sức khỏe cho bản thân lại vừa là cứu được nhiều người. Vì vậy cho nên là sau này cả hai con nhà tôi cũng đều tự nguyện, và các cháu cũng thích yêu thích cái nghề dược. Đấy, thì đấy là cũng là cái may mắn mà tôi cũng nghĩ là mình cũng đã thành công. Chính tư duy luôn lấy tâm đức làm gốc, lấy hiệu quả chăm sóc sức khỏe người bệnh làm mục tiêu, lấy hạnh phúc gia đình làm nền tảng cho mọi hoạt động mà dược sĩ Lê Thị Bình đã gặt hái được quả ngọt trong cuộc sống. Những nỗ lực của chị được ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý như cúp bông hồng vàng, cúp lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc, là một trong 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu bằng khen phụ nữ sáng tạo, được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen vì những đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đó chính là phần thưởng xứng đáng dành cho người phụ nữ biết cân bằng cuộc sống, gìn giữ, vun vén cho tổ ấm để có được cả hạnh phúc gia đình lẫn sự thành công trong sự nghiệp.